nhằm mang đến cho khách hàng thêm nhiều tiện ích trong phân khúc bán tải. Vừa qua, Thaco Trường Hải chính thức giới thiệu Mazda BT50 phiên bản mới với 5 màu ngoại thất và 4 phiên bản lựa chọn, cùng các tính năng được bổ sung như đèn chạy ban ngày, đèn sương mù nhằm nâng cao an toàn cho người điều khiển trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Mazda BT50 mới mang phong cách thiết kế Kodo với các đường gân chạy dọc thân xe, thể hiện sự linh hoạt mạnh mẽ của dòng bán tải. Bên trong khoang lái, bảng điều khiển trung tâm với màn hình cảm ứng 7 inch, cụm phát nhạc 6 loa cùng các tiện ích như kết nối Bluetooth, USB và GPS. Xe sử dụng động cơ diesel turbo 2.2 lít cho công suất 148 mã lực, hộp số tự động 6 cấp. Các tính năng an toàn gồm hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử, mã hóa động cơ, cảnh báo chống trộm. Mazda BT50 mới có giá bán từ 655 triệu đồng đến 829 triệu đồng, cao hơn từ 40 đến 70 triệu đồng so với phiên bản cũ.